ai mà không sợ bị bệnh. Khách say xỉn, xỉn quá, ói bươi cho xe luôn. 3-4 ngày sau nó mới hết mùi á. Cái nghề mình mà nếu mà sợ không dám chở lại lấy sao mà chạy. Xe tích tụ rất là nhiều vi khuẩn, mà cái lượng khách ra vào á rất là thường xuyên. Nói chung là nhiều xe nó máy lạnh cái mùi đó mình chả hiểu. Say xe nhức đầu có. Thôi nó nhiều, tùy theo nhiều cái loại thôi. Có nhiều người ta đi xe không quen ta ói đó. Mình hay xài tinh dầu quế, 3-4 ngày sau nó mới hết mùi á. Cho có để lá dứa. Dạ. Nhưng mà để lá dứa rồi cũng như bình thường. Quẩn khử mùi của Hakawa giúp xe của tôi hết mùi hôi, thông thoáng hơn. Từ ngày mình rời mấy vi khuẩn thì mình bị mất từ 5 đến 15 phút là mình đã vệ sinh cái xe của mình, và cái hiệu quả nó hơn hẳn cái cách mình sử dụng truyền thống. Tôi thích nhất là nó khử khuẩn được làm cho xe mình khôn, mà lại nó lòn vô được trong máy lạnh. Khi khử khuẩn xong á, có thể là những người say xe sẽ hết bị say xe, tại vì cái hương vị nó rất là dễ chịu và ngửi nó thấy thoải mái đầu óc hơn. Những hạt nano siêu nhỏ, không động nước, không động xương, cho nên không gây ảnh hưởng đến các trang thiết bị điện tử bên trong. Riêng tôi lựa chọn của tôi rất thích. Sau khi trải nghiệm mình thấy ok đó. Số 1.